Chào các bạn nhá. Cái lỗi bị dính ạc, không đá ạc ra khỏi máy được, nó khá là khó chịu. Với những ai mà chơi một ạc thì không cần phải quan tâm vấn đề này lắm. Nhưng những ai chơi nhiều ạc thì sao? Hay là những người làm dịch vụ như mình, thanh toán xây thần phát, nạp vàng nạp kim cương cho rất là nhiều bạn, nhưng mỗi lần nạp lại bị dính ạc như thế này thì phải làm như thế nào? Thì sau rất nhiều lần thanh toán nạp cho các bạn thì mình đã tìm ra thuốc giải rồi. Và chính vì có thuốc giải nên sắp tới sẽ có event đặc biệt của mình. Rồi, thì đây là con ạc của chúng ta nhá. Mình gọi con ạc này là ạc Full Dead. Hiện tại thì con ạc này đang nằm ở trong hai thiết bị. Đó là thiết bị iPhone 7 và thiết bị iPhone, là cái có dấu tích, tức là thiết bị mà các bạn đang nhìn thấy này các bạn. Đó. Thì tại sao mà nó lại dính ạc? Đó là bởi vì khi mà chúng ta nhấn X một thiết bị đi thì thiết bị kia nó không bị đá ra nhá, mà nó vẫn cứ vào lại con ạc này. Đây, mình sẽ thử làm cho các bạn xem. Thiết bị, cái máy nhỏ là cái máy iPhone 7 đây các bạn, cũng đang đăng nhập con ạc Full Dead này nhá. Đó, bây giờ chúng ta vào chỗ lấy code. Bấm hiện code lên. Và chúng ta nhấn X cái iPhone đi. Là cái máy to ở bên dưới nhá. Đó. Mình đã nhấn X rồi. Thì bây giờ cái máy to ở bên dưới chúng ta sẽ vào để xem là đã bị đá ra chưa nhá. Chúng ta lại vào lại chỗ lấy code. Bấm vào chỗ hiện code. Và bây giờ nó sẽ load lại. Và nó hiện lên một bảng thông báo, đó là vẫn đang có một thiết bị iPhone 7 đang đăng nhập cái ạc này. Đó, chúng ta vẫn chưa thể nào mà thoát ra được các bạn nhá. Cái ạc vẫn bị dính ở cái máy to này. Chúng ta vào iPhone 7, nhấn X cái iPhone này đi rồi, nhưng vẫn không được nhá. Đó, nó vẫn hiện lên. Cái ạc này đang nằm trên hai thiết bị iPhone 7 và cái máy iPhone to này. Mình đá lại một lần nữa cho các bạn xem nhá. Chúng ta vào cái iPhone 7 nhỏ ở bên trên. Vào chỗ lấy code. Và chúng ta bấm X cái thiết bị iPhone đi. Rồi, và bây giờ ở máy bên dưới, chúng ta lại nhấn lại chỗ lấy code để cho nó lát lại nhá. Đó, và nó lại thông báo là có thiết bị iPhone 7 đang đăng nhập cái ạc này. Và cái ạc vẫn nằm nguyên ở cái máy iPhone chúng ta mà không bị đá ra nhá. Đó, khá là khó chịu luôn. Vậy giải pháp ở đây là gì? Làm sao để đá được con ạc Full Dead ra khỏi cái máy iPhone này? Một câu hỏi mà khá là trăn trở. Và sau rất là nhiều lần mình thanh toán mua vàng kim cương cho rất là nhiều bạn khán giả, thì bây giờ mình đã có thuốc giải đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đó là chúng ta sẽ phải dùng đến một thiết bị thứ ba, là một con ạc khác các bạn nhá, và một cái máy khác. Ở đây mình sẽ có một cái máy con ạc Đoàn Văn Hậu. Mình gọi ạc này là ạc Đoàn Văn Hậu các bạn nhá. Đó, và ạc này là ạc của máy iPhone 7 Plus. Đây là tên thiết bị này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái ạc Đoàn Văn Hậu này xuống cái máy iPhone, máy to ở bên dưới nhá. Đây, mình sẽ cho hiện code. Rồi, code của chúng ta là FGT DFT. Mình sẽ nhấn vào FGT DFT. Dạ, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái ạc Đoàn Văn Hậu nhá, để đè lên cái ạc Full Dead kia. Đó, bây giờ cái máy iPhone và cái máy iPhone 7 Plus là máy thứ ba đều đang đăng nhập con ạc Đoàn Văn Hậu rồi. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục thực hiện đá cái ạc Đoàn Văn Hậu ra khỏi máy iPhone, máy to bên dưới nhá. Mình sẽ lát lại cái máy iPhone 7 Plus bên trên. Rồi, chúng ta vào lại. Đó, chúng ta vào chỗ lấy code. Bây giờ chúng ta nhấn X iPhone đi nhá. Rồi, và chúng ta đã đá cái ạc Đoàn Văn Hậu ra khỏi máy iPhone rồi. Thì bây giờ ở máy iPhone, máy to ở bên dưới, chúng ta sẽ vào chỗ lấy code để lót lại nhá, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Wow, các bạn thấy không? Bây giờ đã hiện continue rồi các bạn. Và cái ạc của chúng ta đã bị đá ra nhá. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm continue và click new profile nhá. Đó, bây giờ nó không bị dính cái ạc Full Dead từ đầu đây các bạn. Và từ một cái máy thứ ba là máy iPhone 7 Plus đang đăng nhập cái ạc Đoàn Văn Hậu đấy các bạn. Khi mà chúng ta đá ra thì cái máy chính là máy iPhone bị dính ạc đấy các bạn, sẽ văng một lúc hai ạc ra luôn nhá, là ạc Full Dead và ạc Đoàn Văn Hậu. Mình cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta bị dính ạc thì chúng ta chuyển một con ạc thứ ba ở bên ngoài vào và chúng ta lại tiếp tục đá, thì cái máy chính của chúng ta mới bị văng ra hoàn toàn, không bị dính ạc nữa. Hoặc nếu như máy thứ ba mà vẫn dính thì chúng ta lại phải tiếp tục lấy máy thứ tư để chúng ta đá ra. Và khi mà đá được rồi thì cái máy chính sẽ văng hoàn toàn những con ạc bị dính ở đấy, thì mới về được con ạc ban đầu. Đây, mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhá. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. Đây là con ạc mà lúc nãy cái máy của chúng ta bị dính nhá, ạc Full Dead đây. Đó. Rồi thì mình sẽ lấy code. Code KNG XMK.
Ở máy chính chúng ta sẽ nhập cốt vào để chúng ta vào arc full death. Rồi, đây là con arc full death của chúng ta nhá. Con arc mà bị dính chúng ta đá mãi không ra được đấy. Đó. Và bây giờ mình sẽ vào cái iPhone 7 để chúng ta đá cái máy iPhone ra vào chỗ lấy cốt. Nhấn X iPhone. Rồi. Đó. Con arc full death này thì vẫn nằm ở máy iPhone 7 nhá. Còn máy iPhone, máy chính của chúng ta sẽ vào chỗ cốt để lót lại. Đó. Và nó vẫn hiện là có iPhone 7 đang đăng nhập cái arc này. Không đá ra được các bạn nhá. Không đá ra được. Các bạn nói với mình là do đang liên kết tài khoản, nhưng mà mình đâu có liên kết đâu các bạn. Mấy arc này đều là arc trắng hết nhá. Đang là disconnect, không có liên kết tài khoản nào cả. Google hay là Apple đều không nhá. Nó vẫn đang bị dính cái arc này. Và để mà đá ra hoàn toàn nhá, tiếp tục lấy một con arc thứ ba ra, là arc Đoàn Văn Hậu trên máy iPhone 7 Plus. Đó. Chúng ta bấm hiện cốt. Cốt là HQNFGD. HQNFGD. Đây rồi. Và chúng ta vào arc Đoàn Văn Hậu trên cái máy iPhone của chúng ta. Và ở máy iPhone 7 Plus, chúng ta sẽ thực hiện thao tác đá cái arc ra khỏi máy iPhone nhá. Chúng ta vào chỗ lấy cốt, nhấn X cái arc Đoàn Văn Hậu đi, ra khỏi máy iPhone. Rồi. Và ở máy iPhone, chúng ta lại vào chỗ lấy cốt để lót lại. Đó. Và lần này chúng ta tiếp tục đã được đá ra hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm Continue và Create New Profile thôi. Và như vậy là ở máy chính của chúng ta đã thoát ra hoàn toàn con arc bị dính là arc full death. Và arc Đoàn Văn Hậu mới chuyển sang ở máy iPhone 7 Plus đấy. Đây là giải pháp duy nhất mà mình làm khi mà mình làm thanh toán cho rất là nhiều bạn nhá. Tức là có một bạn nhờ mình thanh toán Session Pass, bạn ấy gửi cốt. Khi mà mình thanh toán xong thì bạn ấy đá ra không được. Nhưng khi mà có bạn khác gửi mình thanh toán mua vàng hay là tiếp tục nạp Session Pass chẳng hạn, thì cái bạn khác này đá ra thì lại được. Và khi mình bấm Continue thì tất cả những con arc mình thanh toán trước đó đều đã được đá ra hoàn toàn. Và hiện tại thì đây là thuốc giải, là giải pháp duy nhất để chúng ta có thể đá cái arc ra khỏi máy chúng ta khi mà bị dính arc. Thì thực ra đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, nó không phải là lâu dài. Bởi vì đây là lỗi mà các bạn, chúng ta vẫn phải chờ đợi để có một bản cập nhật vá cái lỗi này lại nhá. Cái lỗi khá là khó chịu luôn. Còn hiện tại thì các bạn hãy cứ làm như thế này khi mà các bạn muốn đá arc ra khỏi máy nhá. Đó. Và khi mà đã có thuốc giải như thế này rồi thì sắp tới sẽ có event rất đặc biệt của mình luôn. Nên là các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ event đặc biệt, tặng những món quà cực kỳ là giá trị luôn. Những con arc cũng cực kỳ hiếm luôn. Ví dụ như con arc các bạn vừa xem trên video Đoàn Văn Hậu. Đấy, có ngon không ạ? Niềm tự hào của Việt Nam chúng ta. Ai sẽ là người may mắn trúng thưởng được con arc Đoàn Văn Hậu này? Rất nhiều bạn ao ước luôn. Và các bạn nhớ tham gia group mình ở để dưới phần mô tả của video này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.